Mẹ. Ủa con, về hả con? Gấu mẹ vĩ đại của lòng con. Con có quà tặng mẹ nè. Ê cha, mình nè, con nó có quà cho mình nè. Ôi à, xúc con, xúc con. Con làm cho mẹ mất hồn đó nghe. Sao vậy mẹ? Tại vì mình biết sao không? Sao? Thằng Tú nhà mình nó được một cái như vậy. Hả, quà rẻ tiền á thì nó mới tặng mẹ. Còn quà mắc tiền á thì nó tặng cho con nhà. Vậy thôi. Mẹ nói sao á? Mẹ nói vậy là mẹ không hiểu được cái nỗi lòng của con. Mẹ giờ mẹ nói quà này rẻ tiền đúng không? Mẹ mở ra coi đi. Mình mở ra mình. Wow. Wow. Trời ơi. Cẩm thạch mà lên lý như vậy là cũng mắc lắm á mình. Mà anh thấy nó sai sai thì sao mà? Nó sai sai là tại nó nhỏ so với tem đúng không? Thôi mẹ nói thì sao, đây con đeo thử cho mẹ coi. Gì vậy? Thôi bỏ tay này đi, tay này đi. Tay. Ê dạ thôi bỏ qua đi. Bỏ đi. Rồi, để đeo sau. Mẹ. Hai con. Sao tay mẹ bầm hết vậy? Mình ngủ mình mới đó cái mình cử động mạnh. Mẹ con trời ơi cứ hay quất tay cạch văn tùm lum chúng cái thành giường á. Ba, con hỏi mẹ. Thì ba ngủ chung mẹ con mà. Không thể nào có cái chuyện mới mà bầm hai cái tay được. Có chuyện gì mẹ nói thiệt với con đi. Ba nhớ lộn. Thế này vui muốn chết luôn á. Thành nói đi ngoài đường xong rồi bị thằng ăn cướp. Rồi cướp cho rồi đi. Không, cướp rồi. Đúng rồi. Đó, rồi cái nó nắm tay. Nắm tay vậy đó rồi, nắm. Rồi bày gì đó bầm. Nắm mà không thể nào. Cướp thì thằng cướp nghĩ sao nó như con mẹ như đồ chơi, nó giật qua giật lại. Đúng rồi. Nó vậy nè, nó nắm nó giật qua giật lại. Đâu có qua. Nó như là nhảy bi bóp á con. Cứ vậy là không cần diễn nữa. Tin này quan trọng. Khu mình có cướp đúng không? Chú Hai đâu? Chú Hai đâu? Con phải báo cho chú Hai biết. Chú Hai đây. Chú có cập nhật tin tức của khu phố mình chưa? Rồi con muốn biết tin tức gì? An ninh, pháp luật, du lịch hay bóng gió? Vô duyên ta bóng kệ ta. Bóng ý tôi là bóng đá. Mà nuôi nói lộn là bóng gió. Mà trong khu mình cũng có bóng gió. Thì bây giờ kệ người ta. Thì kệ người ta, mấy đứa nó dễ thương. Chú Hai, bây giờ chú Hai để yên cho con trình bày nè. Bây giờ tin an ninh. An ninh có gì không? An ninh? Không. Khu phố mình từ sáng tới giờ là an ninh rất là chuẩn. Nó như là trật tự, rồi yên ổn, rồi bình hòa. Chú Hai cập nhật tin tức thiếu rồi. Khu mình có cướp. Gì? Cướp ở đâu ra? Mẹ nói. Hả? Mẹ bị gì? Mẹ con bị cướp. Cướp giật cái túi, giật qua giật lại, bầm hết hai cái tay. Đâu coi. Đâu. Coi. Trời đất ơi. Trời ơi. Nửa mảnh cơ đồ. Nè. Đó. Ráp lại mới thành cái hình nè. Trời ơi, thằng cướp này nó có nghiên cứu con ơi. Đây nè, con thấy không? Nè, dở ra là không thấy cái hình gì hết à. Ráp lại nè. Một cái hình không biết là hình gì. Thấy chưa? Ghê chưa? Không được. Không được, bây giờ tôi mời chị lên phường với tôi ha, để đúng mình chị báo cáo ở trên phường. Đó, để mình mời 200 chiến sĩ công an ập xuống đây bao vây cái cà phê của chị lại, điều tra cho rõ làm cướp từ đâu ra. Đúng không ạ? Xong tôi mời báo đài xuống đây quay hình. Chị sẽ được lên TV. Tôi đứng kế chị, tôi sẽ giới thiệu đây là nạn nhân của vụ cướp ngân hàng. Một vậy cách Không phải. Nhớ lộn rồi. Ta nói cướp là hồi đâu như mấy tháng trước. Còn cái này là bị là đi tập thể dục đây nè. Ừ, tập thể dục. Đi tập tối. Thể dục. Rồi á là bị dấp té thằng mình. Dấp té bầm cái tay. Chị đừng có qua mặt tôi. Thứ nhất là từ trước tới giờ chị chưa bao giờ tập thể dục. Không ai tập thể dục mà có cái hình thù như chị ha. Con đồng ý với chú Hai. Thứ hai là chị đừng có bao che cho tội phạm như vậy. Nó cướp được của chị, mai mốt nó cướp của những người khác trong cái khu phố mình. Chị hiểu không? Chị mà không đi với tôi thì tôi cũng dẫn lên công an phường á. Tôi mời 500 chiến sĩ công an bao vây nhà chị. Cái gì? Cái gì hồi nãy 200 này lên 500 mà. Lên liền. Không đi là một hồi lên 1000 chiến sĩ công an. Thôi nhớ lộn mà, nhớ lộn. Cơ động. Anh đến nghe tôi nói. Anh đến nghe tôi nói nè. Thời gian này tôi hơi bị nhức đầu cho nên mới quên trước quên sau. Tức là sự thật là như vậy. Trời ơi, bởi vì mình ơi, sáng nay đi chợ mua đồ cho mình đó, mua đồ ăn sáng cho mình đó. Đó thì bởi vì. Rồi cái đang đi vậy đó, rồi tự nhiên mẹ đang đi rồi cái xe Honda đó con. Dạ. Chở thằng nhỏ, chở em bé nhỏ xíu à, chở sau lưng á. Rồi cái đó đi dèo qua một cái nhỏ lấy cái tay bá một cái phát. Rồi nãy vô đó. Rồi bầm. Thằng nhỏ mà bá vô mà bầm.
Nó lấy nãy tại... thằng nhỏ tại bầm chứ tại sao chị bầm rồi tại mà không có công nhất. Chị thì ghét bầm đó là ở đâu ra, là do ai, ai làm? Do ba tôi đánh. Trời, chú Kiệt á hả? Chú Kiệt đánh cô Lan hả? Đúng. Trời ơi, vậy hóa ra cũng có một người đồng cảnh ngộ giống như em rồi. Em tưởng có mình em là bị chồng quánh thôi chứ, không ngờ cô Lan cũng bị chồng quánh luôn. Có rồi mẹ ơi, mày bị chồng đánh là tại mày khùng quá mới đánh thôi. Ủa vậy là cô Lan cũng bị khùng luôn hả? Có. Chứ sao chú Kiệt đánh cô Lan? Theo anh nghĩ là chuyện như vậy. Hôm đó tại quán cà phê, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Rồi mẹ lèm bèm, mẹ lèm bèm tới lèm bèm lui, làm cho ba tức giận. Ba cầu có, mẹ hờn dỗi và mẹ im lặng. Ba thấy mẹ im lặng mới quyết định kéo mẹ lên lầu. Làm gì? Lên đó hai người nói chuyện với nhau. Nói qua nói lại mẹ lại tiếp tục lèm bèm, lèm bèm tới lèm bèm lui. Ba tức giận, ba đánh mẹ. Đó, thấy chưa? Chuyện tày trời vậy đó. Ba là người đánh mẹ, là người gây ra vết bầm trên tay của mẹ. Đúng rồi, đúng kịp đó. Ủa, thấy chưa? Đánh mẹ, tao phải đánh. Đừng có đánh con ba ơi. Phải đánh chứ. Đánh ra. Chú ơi. Trời ơi, chú. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, đúng rồi. Mày. Ủa, sao thô lỗ dữ vậy? Ba làm gì vậy? Rồi, chết hết rồi đó. Hả? Hồi nãy ba thấy có con chuột chạy phòng con. Ba đánh chuột. Thì làm sao mà đụng mẹ bầm tím như vậy nè? Trời ơi, cái thời buổi này mà con hỏi mắc cười quá à. Xe nó chọn người chứ người không có chọn xe. Báo chí đăng rần rần con không thấy sao? Đang đi trên lề đường nó làm một cái phét một cái là leo lên tới lề đường nó đụng người ta luôn. Người ta đang làm ruộng ở dưới ruộng đó mà nó hứng lên, nó từ ở trên quốc lộ đó mà nó phóng xuống tới ruộng luôn. Nhà người ta nó đang ngủ một cái rầm cái là mất 3/4 căn nhà. Vậy đó. Vậy là hên rồi. Hên sao? Đụng xe mà nó hên là hên sao? Thì cái con sao đâu á. Không. Quá. Mẹ để con, mẹ để con. Để con giải thích cho mẹ hiểu rõ. Hên ở đây á là ngay cái đoạn đường gần công viên nhà mình. Nó có camera. Cho nên là mẹ bị đụng xe là nó có ghi hình lại rồi. Bây giờ chỉ cần con với mẹ lên công an coi là cái camera đó là sẽ phát hiện cái thằng mà đụng mẹ, con sẽ bắt nó. Ủa, bộ giao thông bây giờ ta tân tiến dữ vậy đó hả con? Có camera lòng lề đường hết vậy đó hả? Có hết mẹ, thời gian, địa điểm là rõ ràng hết. Nhiều khi mà mình bị hoang mang một cái là mình chỉ cần lên đó hỏi công an, đưa cái hình hôm đó ra là một cái bắt được liền. Bởi vì sao? Nó chửi mẹ. Nó dám chửi mẹ là chửi con, mà con phải bảo vệ cho mẹ, phải truy ra thằng đó. Mẹ nhớ lộn, bữa đó là mẹ chửi nó. Trời, sao cái đầu óc mẹ kỳ quá, mẹ chửi nó, mẹ nói thằng quỷ. Nghĩ sao mà đi xe không đi dưới lòng lề đường mà mày lèo dưới lòng đường mà leo lên lề đường. Mẹ chửi nó mới hợp lý con. Thôi trời đất ơi, quá trời quá đất. Ôi. Không thể ngờ được, kinh khủng. Trời ơi, tôi nói thiệt đó nha. Tôi từ ngày mà anh về cái xóm này tôi coi anh như bạn vậy đó, bạn chí cốt vậy đó. Tôi thấy anh cũng được quá mà đàng hoàng quá mà sống sao dối trá vậy? Giấu giếm, một cái chuyện to tát gì mà anh giấu giếm, bây giờ anh khai mau, khai sự thật ra đi. Con cũng rất là thất vọng về chú. Con thấy chú mà. Chú là một người đàn ông rất là hào hoa phong nhã như vậy, con nghĩ là chú lịch sự vậy. Trời ơi. Hai ông với bà. Ông với bà coi tôi giống như tội phạm mà coi chuyện mà tại sao tôi giấu anh cái gì? Anh coi lại anh đi. Trời đất ơi, nhỏ con mà cái miệng giống như cái loa phát thanh gì đó, giống như ở dưới quê người ta buổi sáng 5 giờ bật lên. Đây là đài tiếng nói nhân dân, phát hết cả xóm nghe thông tin. Có những chuyện mà gia đình tôi không hề biết mà cả xóm đều biết hết trơn. Nghĩ sao vậy? Bây giờ con hỏi chú nè. Cái vết bầm trên tay cô Lan là ở đâu ra? Ở đâu ra? Theo cái sự phán đoán lâu năm của tôi mà chuyên môn săn tin đó ha, thì tôi khẳng định là chị Lan không có vô cớ mà bị bầm tay như vậy. Trời, bà đi chợ lơn tơn thôi, thằng nhỏ 3 tháng quẹt vô cái bầm tay. Thấy không? Mẹ có cách nào mà gỡ hai cái mấy trái sơ ri xuống không? Bây giờ mình thấy nặng nề quá. À, cái này là cái bông tai chứ không phải cái trái. Cho tao ăn coi. Ôi, nặng quá đi. Thiệt á. Mệt mỏi. Khai mau, khai cái sự thật ra. Nói chung á là bây giờ vậy, cái chuyện đó thì hãy quên đi ha, cái chuyện mà vợ tôi bị bầm tay hãy quên đi. Bây giờ anh lại đây tôi nói cho anh nghe có một cái chuyện mới đây nè, chuyện án mạng nè, chuyện này mới ghê. Trời ơi,
án mạng xảy ra, cả gia đình cùng chết queo. Trời đất ơi, ở đâu vậy? Ở ngay tại này. Ở đâu? Quán cà phê của bà Lan. Trời đất ơi, nguyên gia đình bị thảm sát. Ừ. Trời đất ơi, nguyên gia đình anh còn sống nhăn hết mà thảm sát nè. Tôi là thủ phạm nè, tôi giết sạch gia đình chuột luôn, chuột cha, chuột mẹ, chuột con, chuột cháu nội, cháu ngoại, tôi giết sạch hết trơn á. Đó, bây giờ cái mục đó, cái mục nó hấp dẫn, anh đưa vô cái mục nào báo tường, báo chí của anh đó, ha, anh đưa cho xong đi. Còn cái bà vợ của tôi á, làm ơn, cái tai bảo bị bầm á, anh hãy quên đi ha, đừng có nhắc nữa. Nguyên cái khu phố của mình á, nhà nào cũng giết chuột hết á, ha, nhà nào cũng tàn sát chuột hết á, ha. Cho nên không ai đọc mấy cái tin này đâu, không có hấp dẫn, cái đúng tin rồi. Bầm tai mới là hấp dẫn. Đúng. Bây giờ anh đừng có đánh trống lảng, khai mau. Trời đúng. Ơi, quên đi. Phải đi. Không có quên được. Tôi nói hãy quên đi. Tôi không có quên được. Đúng, quá khủng khiếp. Quên đi. Không quên. Không quên. Quên đi. Mẹ nhìn thái độ không. Của ba kìa. Quên có đi kỳ không? Cô ra kìa chút. Ủa, mình ngồi xuống đi mình. Mẹ ngồi xuống đây. Nhìn cô đau khổ quá. Gì? Không có đụng tới mẹ. Trời đất ơi, sao con sao hổn ba vậy? Bây giờ ba nói đi, tại sao ba lại đối xử tệ bạc với mẹ? Trời. Tại sao ba đánh mẹ? Trời đất ơi, sao anh đánh bả vậy, tội nghiệp bả. Trời ơi, vợ tôi thương không hết, làm gì đánh. Mình à, bây giờ hết tất cả mọi cái nghi ngờ nó đổ dồn với hai vợ chồng mình à. Người ta nói là anh hành hạ vợ kìa. Thôi nói đi mình ha, nói đi, dù một lời. Đúng nói rồi, đi. Chứ cái vết bầm trên tay cô Lan nè, là ở đâu ra được chứ? Đúng rồi, nói bí mật này ra. Không nói mình. Có nghĩa là đồng ý, mà đồng ý có nghĩa là ba đánh mẹ. Ba đánh mẹ là đề nghị lên công an phường. Đi đi chú hai nhất. Đây coi, cái mặt này là mặt lì nè. Mặt mình là không có chịu khai thiệt nè. Thôi được rồi, tôi tiến thẳng đến công an phường, tôi nhờ công an điều tra xuống là ba khai liền gì. Khoan đi. Anh đứng lại tôi nói nè. Nói đi. Thực ra cái vết này là do tôi tự xử đó. Cái gì? Chị tự sướng hả? Không, trời ơi, ông nói cái gì vậy, ông ngay téo. Thì đó, người ta chụp hình, người ta kêu tự sướng đó. Tôi tự đập tôi nè. Tôi nặng mà. Là tôi không. Sao tự nhiên là tự đánh mình? Tới tôi không có tin cái điều này nữa rồi đó. Nói chung là tôi cản nhiều lắm, nhưng mà vợ tôi vẫn đánh vậy đó. Nói chung là, thôi. Trời ơi, vậy nè con à. Tại vì bữa đó đó, tự nhiên ba sẵn giọng với mẹ. Cái mẹ buồn quá rồi, cái mẹ lên lầu. Cái mẹ lên lầu, cái hồi ba lên lầu. Ba lên lầu xong rồi cái ba câm họng rồi ba không xin lỗi mẹ. Mẹ chờ hoài ba không xin lỗi mẹ, cái mẹ nổi điên, cái mẹ tự xử. Bạc. Rồi xử bầm một tay rồi ba con vẫn câm họng không xin lỗi mẹ. Mẹ nổi điên, mẹ tự xử tay này. Bạc. Cái tới chừng mà ghép vô thành hình này rồi, lúc đó ba con mới chịu xin lỗi mẹ. Trời đất ơi. Mẹ muốn ba xin lỗi. Cái ba không chịu, cái mẹ giỏi. Mẹ giỏi cái ba vẫn không chịu xin lỗi. Ba không chịu xin lỗi cái mẹ đánh mẹ bầm dập như trái ổi. Mẹ thấy mẹ kỳ không? Trời đất ơi, tôi thân với bà bao nhiêu lâu nay rồi bà Lan. Từ hồi học chung ở mẫu giáo cho tới bây giờ mà tôi không phát hiện ra bà là người đàn bà bái thiến. Bái thiến là gì chú? Là biến thái. Vừa yêu luôn bên ta, khi ta khó khăn nhất vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn móc túi từng xu nè, nào thì cha xét như hoảng thiên mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó, mà nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Vợ rồi mai sau mãi mãi là của nhau, nguyện cùng bên nhau nhà vợ yêu. Vợ của anh mới nghe, mới bị đánh hả? À?